Xin được kính chào quý anh chị em và các bạn đến với kênh truyền hình ô tô BKTV. Và hôm nay trong chuyên mục xe đã qua sử dụng thì chúng tôi mang đến cho quý anh chị các bạn ba cái siêu phẩm đến từ cái mẫu xe quốc dân hay còn gọi là mẫu xe Toyota Vios. Anh chị em thân mến thì đầu tiên phải kể đến đây chính là mẫu xe Toyota Vios phiên bản G sản xuất năm 2020. Tư nhân một chủ từ đầu đi được có khoảng tầm 9.000 km mà thôi. Xe cũng được trang bị thêm rất nhiều những tính năng công nghệ cũng như là trang thiết bị phụ kiện. Ở phiên bản G này thì các bạn có thể thấy thì so với phiên bản E, đèn pha và đèn cốt được trang bị công nghệ đèn LED ban ngày. Trang bị công nghệ đèn LED. Và được trang bị công nghệ đèn LED ban ngày các bạn nhé. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể thấy xe thì chúng ta đi một vòng để có thể trải nghiệm xung quanh xe. Xe rất mới, một vài trong vết xước thì chúng tôi sẽ về sẽ sơn si. Nếu anh chị em nào mà quan tâm đến những cái mẫu xe đã qua sử dụng thì chắc chắn là sẽ quan tâm đến rất nhiều các yếu tố. Xe có bị tai nạn hay không, có bị ngập trong nước hay chưa, tháo cổ máy hay không, và giấy tờ an ninh an toàn có đảm bảo hay không. Và điều đặc biệt hơn nữa thì nếu mà so sánh với cái giá thì các bạn có thể thấy dòng xe này bây giờ có giá chỉ tương đương với dòng xe Hyundai Accent. Bên cạnh đó thì Hyundai Accent thì nếu mà xét về góc độ đầm chắc thì không thể bằng được Toyota Vios. Tiết kiệm nhiên liệu thì không thể tiết kiệm được Toyota Vios. Công nghệ thì cái dòng xe Vios này hơn hẳn so với Hyundai Accent, bởi vì hộp số được trang bị hộp số tự động vô cấp, còn Hyundai Accent chỉ để trang bị hộp số tự động 6 cấp thôi. Bên cạnh đó thì xe được trang bị 1.5, còn Hyundai Accent chỉ để trang bị động cơ 1.4 các bạn nhé. Xe này cũng rất tiết kiệm nhiên liệu. Mức tiêu thụ nhiên liệu là 7,5 lít trên 100 km. Đường trong đô thị là 7,1 lít, kết hợp là 5,7 lít và đường ngoài đô thị chỉ có 4,9 lít các bạn nhé. Ở trong cái không gian khoang nội thất này thì các bạn có thể thấy xe được trang bị ghế da rồi và được trang bị khá nhiều những cái tính năng khá là hiện đại. Hộp số tự động vô cấp, hệ thống điều hòa tự động, được trang bị màn hình Pioneer các bạn nhé, màn hình Pioneer. Ở phần phía dưới thì các bạn có thể thấy đây, ở ngay cái phần bên tay trái này thì đã được trang bị cân bằng điện tử rồi các bạn nhé. Hệ thống đèn thì được trang bị hệ thống đèn tự động bật tắt và được trang bị chức năng đèn chờ dẫn đường Follow Me Home. Đấy, đèn chờ dẫn đường Follow Me Home. Xe sản xuất năm 2020 các bạn nhé. 2020. Rồi, chúng ta sẽ review nhanh qua cái mẫu xe cũng sản xuất năm 2020 nhưng được trang bị cái nội thất, tức là trang bị cái ngoại thất màu nâu vàng. Xe này đi ít lắm, đi có hơn 4.000 cây thôi. Nó như mới luôn, không có gì là... Nó phải nói rằng là như mới nhá, trang bị cực kỳ nhiều phụ kiện. Đấy, bọc vô lăng này, ghế da này, màn hình ZTEC khoảng mười mấy triệu đấy các bạn ạ. Màn hình ZTEC mười mấy triệu các bạn nhá. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể thấy cái bậc lên xuống mà chrome này, trải sàn Simly cao cấp này, được trang bị đầy đủ rồi các bạn nhá. Đấy, trang bị đầy đủ rồi. Ngoài nội thất thì trong bên ngoài thì chúng ta có cái bộ nẹp cửa này, rồi vè mưa này, dán phim cách nhiệt chính hãng này và trải sàn Simly cao cấp. Về giá của hai cái dòng xe này thì các bạn có thể thấy chúng tôi nếu mà xe này đã lắp thêm được cỡ khoảng tầm 3 đến 40 triệu phụ kiện rồi. Đấy, bao gồm có màn hình ZTEC này, có dán phim cách nhiệt chính hãng này, có toàn bộ những cái ốp đèn gầm này, ốp mặt ca lăng này, ốp đèn này, vè mưa này, khoảng 3 đến 40 triệu phụ kiện. Xe này nếu mà tôi dự đoán lăn bánh thời điểm năm 2020 thì nó có giá lăn bánh lên đến khoảng tầm gần 700 triệu. Nhưng xe này chúng tôi đang chào bán với mức giá khá hợp lý. Nếu anh chị em nào mà quan tâm đến hai cái mẫu xe này thì có thể gọi điện trực tiếp số điện thoại 0965525989. Và nếu anh chị em nào mà không có đủ điều kiện kinh tế thì chúng ta có thể đến với lại cái Toyota Vios phiên bản G sản xuất năm 2017, biển Sài Gòn luôn các bạn nhé, biển Sài Gòn. Xe này thì cũng đang chào bán với mức giá 2017 các bạn nhé. Xe này chào bán mức giá khá hợp lý, chỉ có khoảng tầm 445 triệu đồng thôi và giá thì hoàn toàn có thể thương lượng được. Các bạn thân mến thì cả 3 phiên bản này thì đều được hỗ trợ trả góp lên đến 70%, chỉ cần chuẩn bị đâu đó khoảng tầm 175 triệu đến 200 triệu là có thể sở hữu ngay những cái mẫu xe này rồi, với lãi suất là 0,64% một tháng. Một lần nữa thì xin gửi lời chúc sức khỏe đến quý chị các bạn. Chúc các chị các bạn là nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Xin được trân trọng cảm ơn.